bồn chồn, lo lắng. Rồi đến vỡ òa là cảm xúc của chị Trần Thị Tình cùng những người đồng hương ở tỉnh Quảng Nam khi đến sân bay Tân Sơn Nhất đón 37 ngư dân trở về vào chiều ngày 2 tháng 9 sau nhiều ngày bị giam giữ tại Malaysia. Mừng anh em về thấy đoàn tụ được, anh chị mừng. Đếm từng ngày luôn, mấy ngày về nên đếm từng giờ, ngủ không được, giờ anh em về, nó múa từng ngày, từng giờ đó. Sau nhiều tháng xa cách, 37 ngư dân đã được trở về nước an toàn và đoàn tụ với người thân. Kể lại những ngày tháng bị bắt giữ, nhiều trong số họ vẫn chưa hết bàng hoàng. Về được là quá vui mừng rồi, nếu mà khác thì mình cứ khác thôi chứ không có cái gì mà mình nói hết trơn á. Chứ còn mà ở bên đó thì nó còn khổ quá, mưa to ứ nước bé chứ. Bây giờ tới đây là mừng lắm, làm trên nhà chờ mà tính thời gian, tính từng giây từng phút. Mà đang khi không có điện thoại nó không biết tin tức là nhỏ ra rang, khi nào về được về không biết lên đường đi lại. Theo năm Covid gì đâu không lồn gì được, nói chung là đi lo khai bốn biển để về cho là với là nuôi vợ nuôi con, bị hoàn cảnh như vậy. Trước đó vào ngày 25 tháng 4, tàu cá mang số hiệu QNA95005TS do thuyền trưởng Trần Văn Mạnh sinh năm 1981, ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng cùng 41 ngư dân xuất bến ra ngư trường để đánh bắt hải sản. Đến sáng ngày 11 tháng 6, tàu cá QNA95005TS bất ngờ bị tàu Malaysia bắt giữ với cáo buộc vi phạm luật thủy sản của Malaysia, dù đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam được phép khai thác. Vào khoảng giữa tháng 7, có 5 người trong số 42 ngư dân đã được thả tự do là các trường hợp thuộc diện trẻ vị thành niên và người có bệnh nền. Lúc ở mùa Malai thì cực khổ mấy tháng trời này, rất buồn bực, thậm chí không kiểu như gần biến chứng kiểu khóc. Nhưng mà về đây thì rất vui mừng, có những người tình thương anh em Việt Nam, người bố trí của các chị anh em đây thì động lực của anh em bo bãi thuyền viên có sức sống trở lại. Lúc mà xuống sân bay là không tin nổi để về tới sân bay, cái hồi hộp kiểu như thế nào, người khó tỏ lắm. Đưa về tới đây gặp người thân, mới gặp có anh chị em bố trí rồi đã biết mình đến Việt Nam rồi mình là còn sống. Về là chị đi tới nhờ tổng thuyền viên, chị động viên họ. Chị ơi, còn về tiếp theo để chị cũng chưa biết để trừ mất hết tài sản là tàu, rồi đồ đò cũng tàu, rồi tiền phọt tiền đồ nữa của chị phải mười mấy tỷ. Tổng tài sản 15-16 tỷ tổng tài sản, có công lao động anh em đùa hết 15-16 tỷ. Sau khi đáp sân bay Tân Sơn Nhất, 37 ngư dân Quảng Nam sẽ tiếp tục chuyến bay xuống sân bay tại Đà Nẵng để trở về quê nhà, ổn định cuộc sống.